Xin chào các bạn. Hôm nay Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ May Design Center tiếp tục gửi tới các bạn video của bộ môn thiết kế và rắc sơ đồ trên máy tính bằng phần mềm Jabber. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 3, phần thiết lập môi trường làm việc trong PDS bảng Custom Tool 3, cài đặt thành công cụ. Chúng ta vào Jabber, vào Pattern Design. Các bạn vào Edit, vào các vào Custom Toolbar. Ở phiên bản 9 chấm, về giao diện và cách cài đặt thành công cụ có phần khác so với phiên bản 8 chấm. Ở phiên bản 9 chấm này, các bạn chỉ cần vào New, đặt tên Toolbar Name. Các bạn đặt tên đây là ví dụ như là đường tiếng Việt và đặt thêm tiếng Anh online. Các bạn ok. Ta đã được một thanh công cụ và ta có thể cho các lệnh liên quan đến đường vào trong đây. Ví dụ trong phần này có edit line for, edit line, modify thì gồm có delete line, vân vân. Các bạn cho vào một thanh công cụ này, vậy ta đã được thanh công cụ về đường. Tương tự các bạn vào tool toolbar, các bạn lại vào new, đặt thêm thanh công cụ mới. Cứ tương tự như vậy, ta đặt rất nhiều thanh công cụ để chúng ta sẽ dễ sử dụng. Ví dụ đây là điểm, gạch ngang, point, thì có bao nhiêu lệnh điểm ta có thể cho vào đây. Ví dụ như là modify delete point, move single point, move smooth, vân vân. Đấy. Đây là một cái tiện ích hơn một chút so với version 8 ở phiên bản 9, vì chúng ta có thể đặt các thanh công cụ hiển thị ra và chúng ta có thể giấu đi bằng cách chúng ta tích, bỏ tích đi. Khi nào chúng ta sử dụng, chúng ta lại tích vào đó. Tiếp đến, chúng ta sẽ đến một số nội dung. Thứ nhất là thanh thông tin trên màn hình, information, chính là thanh thông tin đó. Ở đây các bạn lưu ý, khi chúng ta mở bất kỳ một cái dữ liệu nào ở đây, các bạn để ý đó là trong ô này, đó là model, là bảng thống kê chi tiết, tên bảng thống kê chi tiết đây. Còn bên cạnh đó là tên chi tiết, chúng ta chỉ vào đâu nó sẽ hiện tên chi tiết cho chúng ta. Ô nữa đó là ô size, cái giải size của chúng ta ở đây nó tương đồng với cái hệ cỡ. Các bạn để ý, nếu như cỡ nhỏ nhất là màu tím đây ạ, cỡ lớn nhất là màu đỏ đấy ạ. Đấy, cho nhìn đây có thể các bạn có thể quan sát được đó là giải cỡ của chúng ta. Tiếp, sewing là đường may. Đối với chi tiết nào mà các bạn có đường may, đây là chi tiết của ta có đường may nhưng tôi giấu đi thôi, thì nó vẫn sẽ hiện dù có giấu hay hiển thị, thì ở đây vẫn là show. Các bạn lưu ý. Còn nếu chi tiết nó không có đường may thì sao? Đây các bạn, là một chi tiết không có đường may thì nó sẽ báo là cut. Các bạn nhé, cái ô này là cut, có nghĩa là chi tiết không có đường may ở đường thành phẩm đấy. Tiếp, metric ở ô này nghĩa là hiển thị tắt của đơn vị đo. Metric bằng met, imperial là inch, thì sau này các bạn sẽ có chữ IMP chính là inch. Ở phần notation lựa chọn đơn vị đó ấy, chúng ta đã học rồi. Tiếp, ở đây là có chữ precision, giống như keo, nó là độ chính xác khi bắt điểm. Cái này trong quá trình thiết kế chúng ta dùng rất nhiều. High sim là dấu hoặc hiển thị đường may, dù chúng ta có cho đường may ra ngoài hay vào trong cũng đều dấu được. Các bạn lưu ý, chúng ta khi thiết kế, khi nhảy sai, chúng ta thường giấu một đường đi để chúng ta dễ quan sát, tránh nhầm lẫn. Sau gớt là hiển thị lưới. Đây là một số cái nội dung thông tin trong bản information. Chúng ta đến thanh menu icon, là thanh menu chi tiết ấy. Thì ở trong đây chúng ta quan tâm với tôi một số nội dung. Thứ nhất, full screen là hiển thị toàn bộ chi tiết có trong thống kê của chúng ta.
Place on time là chọn cho tất cả chi tiết xuống. Thì các bạn lưu ý, trước khi cho tất cả chi tiết xuống thì các bạn nên chọn F10 để có chi tiết nào trong màn hình nó sẽ bay lên ở phần trên, để tránh trường hợp là chúng ta phải lặp lại hai lần. Chưa ạ? Đấy. Tiếp tục, cái thanh đây là thanh icon men only, nghĩa là chỉ hiển thị chi tiết nhưng không có tên. Thứ hai là only name thì chỉ có tên không có biểu tượng chi tiết, và thường thường ta chọn cái số 3 là icon and name, là vừa có biểu tượng chi tiết và vừa có tên. Đấy, đây là một số cái nội dung ở trong thanh thông tin, còn rất nhiều các bạn có thể tham khảo ở trong tài liệu chúng tôi gửi cho các bạn, hoặc bạn nào muốn có thì có thể gửi yêu cầu qua Zalo, Facebook hoặc email, tôi sẽ sẵn sàng gửi cho các bạn tài liệu để các bạn đọc và tham khảo. Tiếp là chúng ta sang một số cái phím tắt trong quá trình làm việc. Thực ra các phím tắt cũng nằm hết ở trong lệnh trong đây, nhưng chúng ta nên biết luôn để trong quá trình chúng ta làm thao tác cho nó nhanh. Lệnh lần lượt F2. Khi các bạn cho các chi tiết chồng lên nhau này đó, các bạn muốn tách ra thì ta chọn F2, tách chi tiết rời nhau. Chưa? F3 là khi chúng ta lăn, khi chúng ta có nhiều chi tiết này nó bay ra ngoài quá, nó rất là rộng nhiều ngoài này, chúng ta không nhìn thấy hết chi tiết, thì ta có thể F3 là bao quát được toàn bộ chi tiết có ở trong màn hình cái khu vực chúng ta làm việc đó. Tiếp F4 là phóng to cái chi tiết lựa chọn, là chi tiết lựa chọn chúng ta là màu vàng này, đi đâu chúng ta muốn phóng to chi tiết nào thì chúng ta chỉ việc chỉ vào nó và F4. Chưa? Tiếp thu nhỏ thì chúng ta biết rồi, F3 hoặc F2. Còn F7 là phóng to một khoảng lựa chọn F7. Chúng tôi muốn phóng khoảng nào thì tôi bao chuột vào đó, đó. Nó sẽ to hết cỡ cho chúng ta. F8 là thu nhỏ lại. F10 là cho tất cả chi tiết lên biểu tượng. Chưa? Đây là một số cái phím nóng mà chúng ta cũng cần nên nhớ. Chúng ta đi tiếp một phần nữa, đó là nguyên tắc sử dụng phím tắt. Ở trong phần mềm Gerber này chúng ta có rất nhiều lệnh, và cái sử dụng phím tắt của nó thì từ phiên bản 7 chấm đến phiên bản 8 chấm, 9 chấm, 10 chấm và hiện tại là 12 chấm, thì cái nguyên tắc này không thay đổi. Chúng ta chủ yếu là có 3 loại, đó là điểm, đường và chi tiết, rất là nhiều, và phím tắt cũng xoay quanh ba cái định dạng là điểm, đường, chi tiết. Thì đối với đường thì sao? Ví dụ line thì chúng ta sẽ có là Control F1, có nghĩa là đối với đường thì chúng ta sẽ kết hợp với phím tắt là Control. Đối với điểm thì chúng ta sẽ kết hợp với And. Đối với chi tiết thì chúng ta sẽ kết hợp với Shift. Thế vì vậy trong đây chúng ta có cái lệnh, ví dụ F1 là xóa, chúng ta Control F1 thì là xóa đường, An F1 là xóa điểm, Shift F1 là xóa chi tiết. Thế vậy chúng ta có thể hình dung được luôn, trong từ F1 chúng ta có thể kết hợp với Shift Control An. Chưa ạ? Đây là nguyên tắc, tôi sẽ nhắc lại nguyên tắc một chút. Đối với các lệnh liên quan đến đường, khi có phím tắt thì kết hợp với Control. Đối với những điểm khi có phím tắt thì sẽ kết hợp với An. Đối với các chi tiết khi có phím tắt sẽ kết hợp với Shift. Đấy là một số nguyên tắc sử dụng phím tắt. Và sau đây tôi trận tiếp là về cái hướng hay là gọi chiều sản phẩm khi thiết kế thế nào cho phù hợp. Thì đây các bạn lưu ý, đối với quần thì thường là chúng ta sẽ gấu ở phía dưới, cạp ở phía trên. Cái chuyện mà định hướng về cái chiều của chi tiết khi làm việc thì không có một sách vở hay quy định nào quy định. Chúng tôi thì dựa vào cái kinh nghiệm thế nào để cho các bạn trong quá trình làm cho tiện thôi, chứ không yêu cầu bắt buộc phải làm theo. Các bạn lưu ý nhé, cái nào nó thuộc về yêu cầu bắt buộc khác, còn cái nào mà yêu cầu chúng ta linh động thì chúng ta vẫn cứ linh động, chứ không sử dụng một cách máy móc. Đối với áo cũng vậy, thường là chúng ta sẽ cho gấu phía dưới, cổ phía trên, nẹp phía dưới, sườn phía trên. Để các bạn lưu ý, đấy là một số cái phần việc như là cài đặt thành công cụ,
một thanh thông tin, rồi menu icon, một số phím tắt, nguyên tắc sử dụng phím tắt, hướng dẫn và vân vân. Tôi sẽ kết thúc cái video này ở đây.